Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Oster Calcium do dược phẩm Sitec sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Oster Calcium cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Oster Calcium có thành phần là canxi gluconat 800mg, inulin 100mg, canxi nano 75mg, magi gluconat 30mg, sắt fumarat 10mg, kẽm gluconat 5mg, vitamin D3 100IU, vitamin K2 200 mcg Oster Calcium được bào chế dưới dạng viên. Oster Calcium mang lại cho người dùng công dụng cung cấp canxi, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tình trạng thiếu canxi nhất là trẻ trong thời kỳ phát triển, phụ nữ có thai, đang cho con bú, người già giúp xương răng chắc khỏe, phòng chống loãng xương. Sản phẩm dùng cho các trường hợp: dùng cho trẻ em đang cho thời kỳ phát triển, phụ nữ có thai và đang cho con bú, người cao tuổi cần bổ sung canxi. Sản phẩm Oster Calcium được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Oster Calcium dùng theo chỉ định của bác sĩ hoặc tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp sản phẩm. Chống chỉ định khi sử dụng Oster Calcium không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Oster Calcium đồng thời biết cách sử dụng Oster Calcium sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.